Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tiếng Văn Hóa Ẩm Thực. Chương trình Anh Trai C2 đã tổ chức thành công hai đêm concert tại thành phố Hồ Chí Minh. Đêm thứ nhất diễn ra ở công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28 tháng 9. Đêm tiếp theo tại khu đô thị Vạn Phúc vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Hai đêm nhạc cách nhau chưa tới 3 tuần thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ, cho thấy văn hóa thần tượng trong nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, nghệ sĩ Việt đang đạt những dấu mốc ấn tượng về các buổi hòa nhạc quy mô lớn được so sánh với ngôi sao quốc tế. Tuy nhiên, mới đây, nhà sản xuất Anh Trai C2 gây ra tranh luận khi công bố số lượng khán giả trong hai đêm diễn. Ngày 22 tháng 10, trên nền tảng Thớt, tài khoản của đơn vị sản xuất Anh Trai C2 thông báo hai concert vừa diễn ra của chương trình thu hút 78.000 khán giả. Cụ thể, ekip thông báo, trân trọng cảm ơn 78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi hai đêm Anh Trai C2 Concert 2024 tại hai địa điểm công viên bờ sông Sài Gòn và đô thị Vạn Phúc City. Thông báo trên lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội và khiến nhiều khán giả hoài nghi về con số 78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi. Theo đơn vị tài trợ lớn nhất cho Anh Trai C2, đêm concert đầu tiên có 15.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Trong khi đó, ở trực tiếp đêm concert, Trấn Thành thông báo số khán giả của ngày 1 là 20.000 người. Như vậy, để đạt được con số 78.000 khán giả như đơn vị sản xuất thông báo, thì ngày 2 cần tới 58.000 hoặc 63.000 khán giả. Đây là con số gây kinh ngạc. Thậm chí, lượng khán giả của Anh Trai C2 cao hơn cả hai buổi hòa nhạc của nhóm nhạc K-pop đình đám Blackpink diễn ra tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 7 năm ngoái. Theo Tourzing Data, hai show Bonping ở Hà Nội của Blackpink bán được 67.443 vé, đạt doanh thu 13.660.064 USD. Số lượng khán giả mà nhà sản xuất Anh Trai C2 công bố lập tức gây ra những cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng con số này không thuyết phục, bởi trước đó, ở đêm concert thứ nhất, nhà tài trợ của chương trình cho biết đêm diễn có 15.000 người tham dự. Nam ca sĩ Eric thì nói rằng đêm diễn thu hút 25.000 người. Dù không có số lượng khán giả chính xác của đêm thứ nhất, nhưng nếu hai đêm thu hút tổng cộng 78.000 khán giả, thì đêm thứ hai ước tính có khoảng 53-63.000 người. Con số này bị cho là phi thực tế vì concert lên đến 50-60.000 khán giả là điều mà những nghệ sĩ hàng đầu thế giới mới có thể đạt được. Quy mô concert thế này, những nghệ sĩ lớn của thế giới hay nhóm nhạc có fanpage mạnh cũng khó có thể đáp ứng. Và để tổ chức concert quy mô này, phải là những event khổng lồ tầm cỡ Tokyo Dome hay Nissan Nhật Bản. Trong năm ngoái, khi chuyến lưu diễn Eras đi qua 17 tiểu bang tại Mỹ, Taylor Swift đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả đến tham dự ở hầu hết nơi cô đến. Cô đã biểu diễn tại các sân vận động và đấu trường thể thao khổng lồ với khoảng 50.000 đến 70.000 người, theo tin tức đăng vào tháng 2 của The Guardian. Tính đến nay, đêm nhạc có lượng khán giả đông nhất là của Taylor Swift tại sân vận động Hard Rock với 85.000 người, theo Marca đưa tin cách đây ít ngày. Tuy nhiên, Taylor Swift đã là siêu sao thế giới, nên tới nay những con số cô lập được thuộc hàng kỷ lục. Do đó, khi so sánh trường hợp các ngôi sao thế giới, khán giả càng thắc mắc về con số 78.000 khán giả đã được ekip Anh Trai C2 đưa ra. Đặc biệt, khu đô thị Vạn Phúc cũng được nhận xét là không quá rộng lớn, để có sức chứa lên tới 50.000 đến 70.000 người như vậy. Bên cạnh đó, khán giả còn đặt câu hỏi liệu con số 78.000 có được thống kê từ cả các nền tảng xem livestream. Thậm chí, một người còn đưa ra phân tích rất chi tiết và tỉ mỉ để chắc chắn rằng nếu thực sự có con số 78.000 người thì Chu Vung Trình đã đếm cả vong, cả ma vào. Sân D1 và D2 kích thước tương tự nhau nên mình lấy sheet map D1 để so sánh nhé. Diện tích D1 đo được là 12.600 m², ảnh 2 là sheet map D1 mà Vi công bố. Cứ coi như phần màu xanh đứng hết cho nhiều người. Mật độ mình tính qua file km là 31,2%, làm tròn lên 35% cho sông xanh. Qua đó thu được diện tích khả dụng là 4.410 m, làm tròn lên hẳn 4.500 m cho nhiều. Làm tròn hẳn 3 lần nhé. Kích thước con người tiêu chuẩn là 0,5 x 0,3 x 1,7 m. Từ đó, diện tích con người chiếm dụng là 0,15 m². Từ đó, số người lý thuyết có thể nhét được trong 1 m² là khoảng 6 người. Tất nhiên là không thể nhét người như này trong một sự kiện được. Nhét như này thì chỉ đứng được thôi, chứ đừng nghĩ là làm bất cứ hành động nào. Theo TKVN 9369/2012 về thiết kế phòng, không gian sự kiện và TTCD 104/2007 mục 5.2.2 bây giờ nói đến thiết kế quảng trường. Tiêu chuẩn quảng trường bình thường là 0,5 người mỗi mét vuông, quy mô tối đa là 3-5 người mỗi mét vuông. Đây cũng là tiêu chuẩn tối thiểu mà khu standing áp dụng ở bất kỳ concert nào. Tuy nhiên, concert D1 và 2 bị đánh giá là nhồi nhét người quá mức, khiến khán giả cảm thấy quá chật chội, không có không gian. Coi như trung bình concert của Vi mật độ là 4-5 m² người. Từ đó ta có thể sơ bộ được có khoảng 4-5 x 4.500 là 18.000 người cho một concert. Tính của khu Sky lung thêm hẳn 500 người nữa đi là 18.500 người. Đấy là mình tính đứng hết, chứ tiêu chuẩn khu ngồi là 0,7 m² mỗi người cơ. Nhiều người cho rằng tuyên bố của nhà sản xuất Anh Trai C2 dễ gây hiểu lầm. Cụm từ 78.000 người trực tiếp theo dõi có thể giải thích theo hướng khán giả trực tiếp cộng khán giả thụ hưởng qua các nền tảng, bao gồm cả livestream. Song, dù giải thích theo hướng nào cũng không hoàn toàn thuyết phục, bởi nếu tính cả khán giả thụ hưởng qua các nền tảng, thì thông báo kể trên là một cách lập lòe để tạo tranh cãi.
người đọc sẽ kết luận ngay 78.000 người theo dõi trực tiếp hai đêm concert là 78.000 khán giả mua vé dự show. Tạm gác lại những tranh cãi, phải thừa nhận một điều rằng hai chương trình này đều góp phần nâng cấp, phát triển âm nhạc, biểu diễn, nghệ thuật giải trí của Việt Nam. Các bạn tầm 9X đời đầu đổ về trước có lẽ biết nhiều về xu hướng nhạc Hàn trung tràn vào Việt Nam. Nào là nhạc Hoa lời Việt, người người nhà nhà nghe nhạc K-pop đã nhiều trăn trở. Phân tích về âm nhạc Việt Nam sẽ phải chống chọi, tồn tại và phát huy như thế nào trước sự ảnh hưởng quá lớn của hai quốc gia này. Nhìn hai chương trình đều có được thành công dù diễn ra song song với nhau, sự cạnh tranh là có nhưng đều không có bên nào bị triệt tiêu hoặc yếu thế hơn hẳn. Làn sóng thảo luận rất đông trên mạng xã hội. Đây cũng là hai chương trình sự quan tâm lớn của cả chính quyền và người dân. Một khía cạnh khác nữa, các concert quy mô lớn diễn ra cho thấy trình độ tổ chức các chương trình âm nhạc, nghệ thuật, giải trí của Việt Nam tăng cao, đạt được bình diện quốc tế. Từ đó tạo điều kiện thu hút các ngôi sao giải trí quốc tế về Việt Nam biểu diễn. Tầm hơn chục năm trước, khán giả Việt Nam thường phải đi ra nước ngoài tham gia concert. Nhiều câu hỏi đặt ra rằng bao giờ thì Việt Nam có thể tổ chức các concert đạt tầm 20.000 người tham gia trở nên. Thì giờ đã có câu trả lời. Trước đây, khán giả Việt Nam thường khá than phiền về trình độ tổ chức concert của Việt Nam. Nhưng hiện tại, những than phiền đang ngày càng ít đi. Từ concert của Blackpink đến hiện tại, cho thấy sự phát triển đi lên đáng ghi nhận. Và cuối cùng, âm nhạc Việt Nam đều đang nhận được sự quan tâm, chú ý và đón xem của người hâm mộ Việt Nam. Người Việt Nam, nhất là giới trẻ, sẵn sàng mua vé, chi tiền để ủng hộ các nghệ sĩ Việt Nam. Trước đây, thường chỉ có một số ngôi sao là có thể tổ chức các concert quy mô lớn. Dần dần, các nghệ sĩ khác cũng có thể đạt được ước mơ đứng biểu diễn trước hàng chục ngàn người. Dù có thể còn nhiều vấn đề, nhưng nếu nói rằng âm nhạc, trình diễn, giải trí Việt Nam thắng lớn thì cũng không hề sai.